Tình trạng xe siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu bùng phát trở lại và rất khó kiểm soát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ở thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cũng rất vất vả khi triển khai các đợt ra quân nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những phương tiện đang lưu thông qua địa bàn thành phố mà cố tình vi phạm, tìm mọi cách để né tránh sự giám sát quản lý của cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Đây là 3 xe tải thuộc một công ty vận tải tư nhân ở Nghệ An, vừa bị trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp kiểm tra và phát hiện có dấu hiệu của việc chở hàng vượt quá chiều cao thiết kế cho phép. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, cả 3 tài xế trên đều nhất quyết không xuất trình giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển số hàng hóa nói trên. Lái xe bằng các thủ đoạn như là canh trạm và đi qua các giờ về giao điểm, giao thời, cảnh sát giao thông Hòa Hiệp đã bằng các biện pháp mật phục ngay trên đỉnh đèo và dưới chân đèo và đã phát hiện để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Còn đây là một semi remote thuộc diện vận chuyển siêu trường, siêu trọng bị trạm cảnh sát giao thông cửa Hòa Nhơn phát hiện với lỗi không đúng với giấy phép lưu hành đặc biệt. Phần lớn số tài xế chủ phương tiện vận chuyển đều biết rất rõ hành vi của mình, khi bị phát hiện sẽ phải chịu chế tài rất nghiêm khắc nên tìm mọi cách né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Từ khi anh em dừng 10 giờ sáng mà đến tới 16 giờ chiều thì sau cái thời gian mà vận động thuyết phục cũng như giải thích thì lái xe mới chịu chấp hành ký vào biên bản để mà anh em xử lý. Và cái mức xử lý thì trong thời gian vừa qua thì anh em đã xử lý 3 đến 4 trường hợp, cái tiền phạt nộp vào kho bạc nhà nước gần 200 triệu đồng. Chỉ tính riêng 2 tháng gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện lập biên bản gần 20 trường hợp xe quá khổ, quá tải, xe siêu trường, siêu trọng lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để vận tải hàng hóa máy móc không đúng với quy định, giấy tờ cho phép. Cùng với đó, việc lưu thông của những phương tiện này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đối với những lái xe mà cố tình chống đối thì anh em chúng tôi sẽ kiên quyết xin ý kiến của lãnh đạo và xin sự phối hợp của các lực lượng liên quan để mà kiên quyết xử lý những cái đối tượng này để chống cái hình thức cũng như chống cái sự nhân lực của tài xế cũng như chủ phương tiện trên lưu thông trên cái tuyến địa bàn mà trạm đã phụ trách. Việc thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý những trường hợp xe quá khổ, quá tải, xe siêu trường, siêu trọng vi phạm là việc làm cần thiết. Nhưng để có một giải pháp căn cơ thì quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của các lái xe, các doanh nghiệp vận tải.